棒。贝贝灯。Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau giúp cho những bệnh nhân khỏe mạnh lại nhé. Hả? Không biết hôm nay ai sẽ tới bệnh viện đây. Ôi! À, là những bạn thú ăn thịt. Sợ quá đi. Nhưng mà trong họ rất cần sự giúp đỡ đó. Các bạn cùng đi vào bệnh viện nào. Người đầu tiên mời sư tử vào trong. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đã đánh nhau với bạn hồ nè. Đầu bạn bị thương đau lắm đúng không? Nhức quá đi thôi, ôi đau quá đi. Mình sẽ giúp bạn ngay thôi. Các bạn cùng giúp mình và y tá chữa bệnh nữa nhé. Hả? Khuôn mặt và cái bờm của tôi trông tệ quá. Bạn sẽ sớm hồi phục sau khi được chữa trị thôi nè. Hãy lau mặt trước đã. Được rồi, mặt của bạn đã sạch sẽ rồi. Dốt, đúng là gương mặt đẹp trai. Để mình xem qua vết thương nhé. Hả? Kính lúp và thuốc ở đâu rồi ta? Phải đây không? Ngon quá đi. Ôi, đó không phải kính lúp mà là bánh kẹo. À, có nhiều vi khuẩn quá kìa. Âu. Bạn làm tốt lắm. Bạn sắp khỏe lại rồi đó. Giờ cần dán thêm băng cá nhân để ngăn vi khuẩn xâm nhập lại vào vết thương. Xong rồi. Giờ bạn sẽ không còn đau nữa. Bạn sư tử châu đâu đâu tu đâu giờ thì đã châu đâu đâu tu đâu chẳng còn đau châu đâu đâu tu đâu chữa xong rồi. Cảm ơn đã chữa cho tôi. Giờ tôi có thể đi chơi được rồi. Thật vui khi bạn đã khỏe trở lại. Từ giờ về sau đừng đánh nhau nữa nhé. Các bạn nên hòa thuận với nhau. Tôi đau ở đùi khi đi bắt cá nè. Au. Vậy là bạn đã bị cá cắn đuôi. Ôi, đau quá đi. Trông có vẻ đau lắm đây. Tụi mình sẽ giúp bạn đỡ đau. Trước tiên, ta cần gỡ những con cá ăn thịt đáng sợ này ra. Phải làm sao đây ta? Ôi, đau quá đi. Cố lên nào. Y tá đang giúp bạn gỡ cá ra nhanh thôi. 1 2 3. Xong rồi. Giỏi lắm các bạn, đã gỡ được hết cá ăn thịt ra rồi. Cùng thoa thuốc lên chỗ vết thương để sát khuẩn cho nó nhé. Hả? Có hai loại thuốc để chúng ta sử dụng, ta nên chọn cái nào đây? Được rồi, hãy chọn tiếp thứ hai nào. Cái gì vậy? Chữa cho mình nhanh đi.
ơi không, đó không phải là thuốc, đó là sơn. Mình xin lỗi, mình sẽ thoa thuốc lên ngay thôi. Ow, 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 ow. Đau lắm phải không? Sẽ mau hết thôi. Ta cần dùng băng vải để băng vết thương lại, để nó không bị nặng thêm. Bạn thích băng vải màu gì nè? Được rồi, hãy chọn màu tím nhé. Wow, các bạn, nhờ các bạn mà báo đốm khỏe lại rồi. Bạn bao đốm chu đu đu tu đu, giờ thì đã chu đu đu tu đu, chẳng còn đau chu đu đu tu đu, chữa xong rồi. Cái đu tuyệt vời của mình đã trở lại. Bác sĩ, y tá, các bạn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Vết thương dưới chân tôi đau rất nhiều. Bạn bị đạp gai ở dưới chân kia. Ôi ôi đau quá. Chắc là đau lắm nhỉ? Bọn mình sẽ giúp bạn ngay. Chúng ta phải lấy gai nhọn ra trước đã. Các bạn cùng lấy gai ra từ từ và cẩn thận nào. Cái gai này đâm sâu quá. Ồ, còn một tí nữa thôi các bạn ơi. Được rồi, thật tuyệt vời. Ôi, đau quá. Đã lấy gai ra hết rồi. Chắc là đau lắm đây. Nhưng bạn làm tốt lắm. Nào, cùng thoa thuốc lên nhé. Đã loại bỏ hết vi khuẩn rồi. Y tá, bạn thật tuyệt vời. Với thuốc này thì vết thương của bạn sẽ mau lành thôi. Gần xong rồi, ta cần lấy băng vải để băng lại nữa. Vậy là đã chữa xong rồi, bạn sẽ hồi phục nhanh thôi. Mừng quá đi, bạn gấu cười lại rồi kìa. Là bạn gấu, giờ thì đã chẳng còn đau, chữa xong rồi. Bạn nhớ đi đường cẩn thận nhé. Đừng quên nhìn trước nhìn sau đó. Các bạn, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn bác sĩ và y tá. Nhờ các bạn, chúng ta đã chữa trị cho họ khỏe lại rồi. Lần sau, cùng giúp bọn mình chữa bệnh nữa nhé. Tạm biệt. Là khi con banana na na, là khi con banana na na, là khi con banana na na chui to đây. Là mẹ khi banana na na, là mẹ khi banana na na, là mẹ khi banana na na chui to đây. Là khi ba banana na na, là khi ba banana na na, là khi ba banana na na chui to đây. Ba khi đây banana na na, ba khi đây banana na na, ba khi đây banana na na chui to đây. Là khi ông banana na na, là khi ông banana na na, là khi ông banana na na chui to đây. Thật nhiều chui banana na na, thật nhiều chui banana na na, thật nhiều chui banana na na banana. Cùng ăn chui banana na na, cùng ăn chui banana na na.
ăn chuối banana banana, ăn chuối nào. Thật là vui banana banana, thật là vui banana banana, thật là vui banana banana, ăn chuối nào. Con đang bơi dạo vòng quanh biển. Hôm nay bạn ấy sẽ làm gì đây? Hả? Cái gì kia? Ố, nó đi đâu mất rồi? Cá mập con, bạn ổn chứ? Các bạn, cùng nhau đi theo nó nào. Wow, thật là thú vị. Mình chưa thấy cái này bao giờ. Đây là cái gì? Wow, cá mập con có những đốm đen giống như báo đốm vậy. Trông bạn tuyệt lắm. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Bao đốm nè. Báo đốm nhanh hơn cả hổ và sư tử nữa đó. Wow, nhanh chưa kìa. Mình không kịp nhìn luôn. Báo đốm thật ngầu, phải không nào? Tiếp theo, chúng ta nên biến thành loài vật nào đây? Wow, lần này cá mập con có sọc đen và trắng, trông giống như ngựa vằn vậy. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Bạn ngựa vằn. Chào ngựa vằn, rất vui được gặp bạn. Bạn từng nhìn thấy cá mập ngựa vằn chưa nào? Oh, ngựa vằn sợ chạy mất rồi. Xin lỗi nè. Hả? Hoa văn này là của ai? Wow, cá mập con có những mảng nâu giống như hươu cao cổ vậy. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ có cái cổ rất dài nên chúng có thể tiếp cận thức ăn ở trên cao. Đúng vậy, cá mập con. Bạn không có cổ dài, nhưng bạn là một thợ săn cừ khôi vì bạn bơi rất giỏi. Trong hộp cuối cùng sẽ là gì đây? Wow! Cá mập con có một bộ lông cong thật lộng lẫy. Là chim công, chu chu ru chu ru. Là chim công, chu chu ru chu ru. Là chim công, chu chu ru chu ru. Chim công nè. Wow, trông như có một chiếc quạt đầy màu sắc ở đuôi của cá mập con vậy. Thật đẹp. Là bao đom, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Chim công nè. Hóa thân thành các loài vật đúng là vui quá đi. Lần sau ta sẽ hóa thân thành gì đây? Mình háo hức quá. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Cá mập con đu 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 đu. Cá mập con đu 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 đu. Cá mập con đu 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 đu. Cá mập con. Cá mập mẹ đu 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 đu. Cá mập mẹ đu 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 đu. Cá mập mẹ. Cá mập ba du 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 du.
thật là may. Kẻ phản diện lén lút nhất trong trang trại của Bình Phong đây. Ta tới đây để gây rắc rối nè. Ốc ốc. Cạp cạp. Úm bồ. Ôi không, tên sói lén lút đã làm xáo trộn âm thanh của các loài động vật rồi. Các bạn ơi, có thể giúp mình tìm lại âm thanh của các loài động vật được không? Các bạn giúp được hả? Cảm ơn các bạn nha. Nếu người không tìm được âm thanh của người sớm, ta sẽ ăn thịt người đó. Một lần nữa thì ta sẽ ăn thịt bò đó nha. Ôi không, đây là tiếng kêu của loài khỉ. Khỉ sống ở trong rừng đó. Ta thích ăn thịt bò lắm đó. Chó sói đang tới gần kìa. Hãy mau tìm ra đáp án đúng nào. Cái này. Bò. Tìm được rồi. Bò. Không. Bình Phong có một nông trại nè. Ia ia ô. Và trên nông trại là những chú bò. Ia ia ô. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu bên lên muôn nơi. Bình Phong có một nông trại nè. Ia ia ô. Không có tiếng kêu, người sớm muộn gì cũng trở thành bữa ăn của ta. Lần này ngươi không thoát được đâu. Cạp cạp. Hãy tìm tiếng kêu của heo nào. Ốc ốc. Khó quá đi. Cái này phải không? À, không phải rồi. Vậy đây là tiếng kêu của loài vật gì? Đây là tiếng kêu của bạn chó con dễ thương.
Mình nghĩ chúng ta sai rồi. Đó là tiếng kêu của bạn cừu với bộ lông xù. Thịt heo là ngon nhất rồi. Cứ đoán sai đi. Âu. Cẩn thận, heo ơi. Chó sói đang thèm thuồng lắm rồi. Ta phải mau tìm ra đáp án thôi. Phải, nó đây rồi. Ông, ông. Đúng rồi. Ông, ông. Ping Pong có một nông trại nè. Ia, ia, ô. Và trên nông trại là những chú heo. Ia, ia, ô. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu bên lên muôn nơi. Ping Pong có một nông trại nè. Ta đói lắm rồi, Ping Pong. Không thể tin là cả hai lần ngươi đều tìm được. Lần này sẽ khó hơn nhiều đó. Âu. Bồ. Ôi không, con đắc trói rồi. Có thêm nhiều phương án để lựa chọn nữa. Được rồi các bạn, hãy mau tìm tiếng vịt kêu nha. Xem nào. Phải cái này không? Không đúng rồi. Đây là tiếng kêu của mèo con. Mau tìm ra đáp án, nếu không chó sói sẽ ăn thịt bạn vịt đó. Cùng xem nào. Cái này. Rồi sẽ là bữa ăn của ta. Ôi không. Đây chắc chắn là tiếng kêu của ngựa. Ngựa chạy rất nhanh. Bữa tối hôm nay là món vịt. Mình nên nướng nó hay nấu đây? Mình nghe là chó sói sẽ ăn thịt đàn vịt mất thôi. Nhanh lên, tìm nhanh nào. Phải đây không? Cáp, cáp. Đúng rồi. Không, bữa tối của ta. Cáp, cáp. Trên nông trại là những chú vịt. E-I-I-O. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Ping Pong có một nông trại nè. E-I-I-O. Cảm ơn các bạn vì đã giúp mình tìm đúng âm thanh của các loài vật trong trang trại. Búm bô. Ốc ốc. Cáp cáp. Hẹn gặp lại lần sau nha. Tạm biệt. À, đuôi của mình đâu mất rồi? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Ở đâu rồi? Đâu mất rồi? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Bạn ơi giúp mình tìm đi. Đuôi ngựa vàng dùng để phủ ruồi. Dùng đuôi để ngồi chuột tôi nè. Ồ không, nó không phải đuôi mình. Làm sao bây giờ đây? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Ở đâu rồi? Đâu mất rồi? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Bạn ơi giúp mình tìm đi. Đuôi công thì đẹp quá chừng. Đôi con thầy đè vái chào. Ồ không, nó không phải đuôi mình. Làm sao bây giờ đây? Thôi được rồi, để mình đi tìm đuôi của mình.
mình tìm đi. Hò má thì dùng phổi mông, đôi cá thì dùng đầy bơi nè. Ồ không, nó không phải đuôi mình, làm sao bây giờ đây? Hả? Cùng tìm những âm thanh nhí nhố từ rừng xanh nào. Chào các bạn. Các bạn đã sẵn sàng thám hiểm rừng xanh chưa nào? Các bạn nghĩ sẽ có những loài vật nào sống trong? Các bạn có nghe thấy gì không? Ôi trời! Người có thể nghe tiếng chuyển động của ta sao? Ta là rắn kẻ phản diện số 1 của rừng xanh đây. Ta tới đây để ăn thịt thú rừng đây. Kẻ nào mất tiếng kêu dưới bùa chú của ta thì sẽ khô héo hết. Cáp cáp. Ôi không, tiếng kêu của các loài vật bị xáo trộn cả rồi. Các bạn hãy giúp mình tìm lại tiếng kêu của chúng nha. Thật sao? Các bạn sẽ giúp mình hả? Cảm ơn. Nếu không tìm được tiếng kêu của mình thì ngươi sẽ mất hết sức mạnh đó. Ta sẽ ăn thịt ngươi chỉ trong nháy mắt thôi. Hãy mau tìm lại tiếng kêu của loài động vật đầu tiên nào, là cá sấu. Phải cái này không ta? Ôi không, vậy là sai rồi. Phải rồi, đây là tiếng kêu của bạn cừu bông mà. Sai một lần nữa là ta sẽ ăn thịt cá sấu đó. Không. Ốc. Ồ, đây là tiếng của heo. Ta nên nuốt cái đuôi hay cái đầu trước đây? Rắn đang tiến lại gần hơn. Nhanh nào, mau tìm đáp án đúng nào. Đây rồi. Tìm được rồi. Ta khám phá rừng xanh nè, xem có ai trong này. Râu, tôi là cá sấu xanh nè. Nè, cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu băng lên muôn nơi. Tôi chính là cá sấu nè, sống ở trong rừng. Hiss! Người phá hỏng bữa ăn của ta. Lần này thì người đừng hòng phá rối ta nữa. Tạp tạp. Cùng tìm tiếng kêu của bạn vẹt nhé. Xin chào. Ấp. Phải cái này không? Ấp. Ôi không, các bạn, không phải đáp án đúng rồi. Ấp. Là tiếng kêu của các bạn ớt. Vậy phải cái này không? Ngươi
sẽ trở thành bữa ăn của ta sớm thôi. À, mình tìm sai rồi. Là tiếng kêu của bạn ngựa chạy rất nhanh. Ta có nên dùng lông vẹt để làm cái mũ thời trang không? Vẹt ơi, cẩn thận, rắn đang ở gần đó. Cùng xem nào, là cái này. Xin chào. Tìm được rồi. Xin chào. Ta khám phá rừng xanh nè, xem có ai trong này. Tôi chính là vẹt nè, hãy nói câu xin chào. Nè cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Tôi chính là vẹt nè, sống ở trong rừng. Xin chào. Ôi không, người thông minh hơn ta tưởng đó. Lần này sẽ khó hơn cho mà xem. Miau. Ôi không, gợi ý bằng hình ảnh mất rồi. Các bạn, hãy nhớ kỹ xem đâu mới là tiếng kêu của bạn hổ nhé. Bò. Khó quá đi. Có phải cái này không? Hình như chọn sai mất rồi. Đây là tiếng kêu của khỉ. Ta phải mau tìm ra đáp án, nếu không bạn hổ sẽ bị rắn ăn thịt đó. Khó nghĩ quá đi. Cái này hay cái kia? Bò. Hết. Ngay cả hổ cũng sẽ thất bại trước bùa chú của ta thôi. Không. Bò. Đây là tiếng kêu của bò sữa mà. Khi ăn thịt hổ xong, ta sẽ trở thành vua của rừng xanh. Rắn đang siết chặt bạn hổ kìa. Các bạn ơi, nhanh lên, nhanh lên đi. Là cái này. Tìm đúng rồi. Không, ta nói là ta sẽ là vua của rừng xanh mà. Ta khám phá rừng xanh nè, xem có ai trong này. Rõ là hồ vằn sống ở trong rừng. Này cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên này, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Tôi chính là hồ vằn sống ở trong rừng. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đi tìm tiếng kêu của các loài vật cùng mình. Xin chào. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Ôi, có sóc nhé, có sóc nhé, có sóc nhé đuôi ai.
sóc nhé. Subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.